Ủa chị Loan, em vừa bay từ Sài Gòn ra để xem con mạc e hôm qua chị đăng đấy. Thấy đẹp quá em bay ra ngay luôn này. Chắc con này rồi. Ủa con này, à đúng đúng, đúng con này biển 15 này. Đúng không, thì hôm qua chị về mỗi con này thôi. Đó, vâng. Thế nó bay từ trong Nam ra đúng không? Em bay trong Nam ra chưa kịp gọi chị là em đã bay ra tới nơi rồi. Thì cho em xin ít thông tin. Thế mà không điện trước thì chắc ra đây là nhận cọc rồi lại đi về người không ở đây. Con E250 đó, hôm qua chị cũng đăng thông tin lên trang rồi đó. Thì con này nó là chi tiết là E250 2010, động cơ máy chỉ có 1.8 thôi nhá. Thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó thực sự rất hợp lý luôn. Con này em chạy có thể chạy vào trong Nam được này. Chị có bao em chạy xuyên Việt không đấy? Ôi rồi có, chị bao xuyên Việt luôn. Chạy vào Sài Gòn có sao không? Em vừa thấy chị mở nắp capo đấy. Yên tâm luôn. Yên tâm cực kỳ luôn đó. Về cái form dáng của chiếc E250 thực sự nó đẹp hơn C250 rất nhiều nhá. Cái form của nó rất đẹp luôn. Và cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó thực sự thì nó hai cái chiếc đấy thì nó cũng loanh quanh nó giống nhau. Hả? Con này thì em có thể chạy Bắc Nam thoải mái luôn. Chị bao cam kết cho. Ừ, đấy, thay hẳn dầu máy mới cho chạy luôn. Con này thì không có gì phải chê cả. 1.8 thì đi 100 cây tầm bao lít chị nhỉ? 100 cây con này dao động tầm 9 lít trên 100 cây thôi. 9 lít trên 100 cây. Nếu mà em đi cao tốc đi dài thì nó không đến. Nó nói chung là loanh quanh dao động tầm đó. Thế em chạy ra Bắc Nam nó cũng hợp lý đó chị nhỉ? Quá hợp lý luôn. Đây. Về cái chiếc xe này á thì bao cam kết đâm đụng ngập nước. Đó, và chiếc xe này bao test toàn quốc luôn. Thế nên hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng của chiếc xe. Và xe chị đang giao bán rất hợp lý luôn. Em nãy giờ em chỉ thắc mắc đúng chỗ đấy thôi, xe thì chất lượng nhưng mà cái giá biết thì giá bao nhiêu đúng không? Đúng rồi. Giá đang chào bán chỉ có 395 triệu nhá. 395 triệu. 395 triệu á? 395 triệu thôi, một chiếc xe mẹc là phải sử dụng gia đình. Đấy, thực ra là cái mẫu xe này từ năm 2010 thì mua cũng rất là nhiều tiền. Thế nhưng mà bây giờ thời điểm hiện tại bán giá không khác gì cái con váy hớt morning, đúng không? Đấy. Nhưng mà giá rẻ như này nó có đảm bảo không? Nó có đảm bảo không đúng không? Luôn luôn là một câu hỏi thường trực của rất nhiều khách hàng luôn. Thế nhưng mà xe bên chị đã bao đâm đụng của nước bao test thì hoàn toàn nếu mà giống như em á, em không sành có thể mang ra gara test thoải mái. Bao test cho. Ừ, bao test thoải mái mà. Xe thì mình dám cam kết chứ. Chứ bây giờ mà đi ngang đường thì hỏng thì tắt máy sao được đúng không? Đó, đẹp không? Nội thất ra theo xe. Đấy, thanh zin niên hết đúng không chị? Zin hết luôn, nếu thanh niên như các em zin đi thì con này rất là phù hợp rồi. Đấy, vừa sang, đấy, vừa sang vừa bền. Và cái dòng xe Đức này họ thiên độ an toàn, độ bền cực cao luôn. Thế nên em chạy Bắc Nam thoải mái. Cách âm cực tốt. Đấy, con này này, đó. E250, đấy, cái chính chiếc xe mà em phải bay từ trong Nam ra để xem đấy. Đấy, đúng con biển này luôn. Em vừa đúng ra luôn, thấy đúng hình một phát là em bay đó. Đặt vé bay ngay. Thế nhưng mà con này nếu mà em khẩu Sài Gòn thì chắc chắn là chỉ làm ủy quyền thôi. Hoặc là có thể rút hồ sơ nhưng mà mất 20 triệu tiền biển. 20 triệu tiền biển. Tại con này nó là bình tĩnh. Thế em nghĩ là lại nó lại lấn cấn ngay cái đoạn đấy rồi đấy. Em đang nhưng mà... em đang tìm Mercedes đấy chị ạ. Nhà chị cho con nào có, không? Có. Thế nhưng mà nếu mà ở lại một hai hôm nữa thì chắc chắn là xem được con đấy. Con đấy xong đấy mà biển Sài Gòn phù hợp cho em đấy. Con đấy chị đang dọn. Biển Sài Gòn luôn chị. Đúng rồi, biển Sài Gòn luôn, 51 Sài Gòn. Vâng, thế bây giờ em ở sẽ ở lại gần nhà chị rồi đây. Khi nào mà Mercedes xong thì chị alo em nhé. Nhất trí luôn, thì em cứ ở đây chơi một vài hôm, có thể là xem con đấy hoặc xem con này, con nào ưng thì em lấy đó. Thế em có sẽ thể so chạy sánh tiếp vào Sài Gòn cho em luôn. Em sẽ so sánh thử hai con này, em sẽ làm một chuyến xuyên Việt đấy chị. Đó, nếu mà so sánh thì thực sự nó rất khập khiễng hai con, nhưng quan trọng là cái nhu cầu sử dụng của mình thôi. Nhá.